Cuốn 25 chương 37 giải thích 4 việc không sợ, 4 trí vô ngại. 4 việc không sợ, Phật nói lời chân thật rằng ta là bậc nhất thiết chánh trí. Nếu có sa môn, bà la môn hoặc trời, ma phạm hoặc các chúng sanh khác nói như thật rằng pháp ấy Phật không biết, thì ta cho đến không thấy có chút nhân duyên để sợ. Do vậy ta được an ổn, được không sợ, an trú chỗ thánh chúa như châu chúa ở giữa đại chúng, giống tiếng giống sư tử truyền phạm luân pháp luân, mà các sa môn bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc các chúng khác không thể truyền được. Đây là việc không sợ thứ nhất. Phật nói lời chân thật rằng ta đã sạch hết các lậu. Nếu có sa môn bà la môn hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc các chúng khác như thật nói rằng lậu hoặc ấy Phật chưa hết, thì ta cho đến không thấy có chút nhân duyên để sợ việc ấy. Do vậy nên ta được an ổn, được không sợ, an trú chỗ thánh chúa như châu chúa ở giữa đại chúng, giống tiếng giống sư tử chuyển bánh xe pháp, mà các sa môn bà la môn hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc các chúng khác thật không thể chuyển được. Đây là việc không sợ thứ hai. Phật nói lời chân thật rằng ta nói pháp chứng đạo. Nếu sa môn bà la môn hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc các chúng khác như thật nói rằng thọ là chướng pháp không chướng đạo, thì ta cho đến không thấy có chút nhân duyên để sợ việc ấy. Do vậy ta được an ổn, được không sợ, an trú chỗ thánh chúa như châu chúa ở giữa đại chúng, giống tiếng giống sư tử chuyển bánh xe pháp, mà các sa môn bà la môn hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc các chúng khác thật không thể chuyển được. Đây là việc không sợ thứ ba. Phật nói lời chân thật rằng ta nói đạo thiết yếu được ra khỏi thế gian, thực hành đạo ấy có thể dứt hết các khổ. Nếu có sa môn bà la môn hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc các chúng khác như thật nói rằng thực hành đạo ấy không thể ra khỏi thế gian, không thể dứt hết khổ, thì ta cho đến không thấy có chút nhân duyên để sợ việc ấy. Do vậy ta được an ổn, được không sợ, an trú chỗ thánh chúa yêu châu chúa ở giữa đại chúng, giống tiếng giống sư tử chuyển bánh xe pháp, mà các sa môn bà la môn hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc các chúng khác thật không thể chuyển được. Đây là việc không sợ thứ tư. Hỏi: vì sự gì mà nói bốn việc không sợ? Đáp: vì có người nói Phật tự xưng nhất thế trí, nhất thiết kiến, nhưng kinh sách kỹ thuật trí xảo phương tiện trong thế gian rất nhiều vô lượng. Nếu tất cả mọi người chung lại còn khó biết hết mọi việc, huống gì một mình Phật mà có nhất thiết trí? Hoặc có việc ấy, có nạn vấn việc ấy, Phật làm sao không sợ? Vì muốn dứt mối nghi hoặc nạn vấn đó, nên Phật nói bốn việc không sợ. Lại nữa, hoặc khi Phật chưa ra đời, các ngoại đạo dùng đủ cách dối hoặc người cầu đạo, cầu phước bằng cách hoặc ăn các thứ trái, các thứ rau, hoặc ăn các thứ rễ cây, hoặc ăn phân bò, ăn cỏ, hoặc ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày, 10 ngày, một tháng, hai tháng ăn một bữa, hoặc hút gió, uống nước, ăn váng nước, hoặc dùng áo vỏ cây, lá cây, áo cỏ da nai, hoặc áo gỗ ván, hoặc nằm trên đất, trên chày, trên gậy, trên tro, trên gai, hoặc khi lạnh thì ngâm nước, khi nóng thì đốt lửa sưởi, nhảy vào nước chết, nhảy vào lửa chết, hoặc lao mình xuống núi mà chết, hoặc nhịn ăn mà chết, dùng các cách khổ hạnh như vậy để cầu sanh lên trời. Cầu Niết Bàn cũng dạy đệ tử không được bỏ phép ấy. Tất cả như thế dùng lôi kéo kẻ vô trí để được cúng dường. Ví như lửa đom đóm, khi mặt trời chưa mọc, ít nhiều có thể chiếu soi. Khi mặt trời đã mọc, ngàn ánh sáng chiếu soi, thì trăng và các sao đều mất sáng, huống lửa đom đóm. Nếu Phật chưa xuất thế, bọn ngoại đạo có chút ánh sáng chiếu thế gian mà được cúng dường. Khi Phật xuất thế, ánh sáng đại trí diệt ánh sáng các ngoại đạo và đệ tử, họ không còn được cúng dường. Vì mất lợi cúng dường nên phỉ báng Phật và đệ tử Phật. Như trong kinh Tôn Đà Lị nói, ngoại đạo tự giết Tôn Đà Lị để phỉ báng Phật, nói với mọi người rằng kẻ tệ ác ở thế gian còn không làm việc ấy, người ấy về lễ pháp thế gian còn không hay biết, huống là Niết Bàn. Muốn dứt sự phỉ báng ấy, cho nên Phật tự nói thật công đức của bốn việc không sợ. Chỉ riêng ta là người nhất thiết trí, không ai có thể như thật nói Phật không hay biết. Ta không sợ việc ấy, chỉ riêng ta đoạn tận tất cả lậu hoặc và tập khí, không ai có thể như thật nói Phật chưa hết lậu hoặc. Ta không sợ việc ấy, ta nói pháp làm chướng ngại đạo Niết Bàn, không ai có thể như thật nói pháp ấy không chướng ngại Niết Bàn. Ta không sợ việc ấy, ta nói đạo dứt khổ đạt đến Niết Bàn, không ai có thể như thật nói đạo ấy không thể đạt đến Niết Bàn. Ta không sợ việc ấy. Lược nói thể của bốn việc không sợ:
1. Chân chánh biết hết thảy pháp. 2. Hết tất cả lậu hoặc và tập khí. 3. Nói hết thảy pháp làm chướng đạo. 4. Nói đạo dứt hết khổ. Đối với bốn việc ấy, nếu có ai như thật nói, Phật không thể biết khắp hết. Phật không sợ việc ấy, vì Phật đã chân chánh biết khắp rành rành. Hai việc không sợ đầu là đầy đủ công đức tự lợi. Hai việc không sợ sau là đầy đủ lợi ích chúng sanh. Lại nữa, ba việc không sợ. 1, 3, 4 là nói về trí. Việc không sợ thứ hai là nói về đoạn dứt trừ. Trí đức đoạn đức đầy đủ, tức việc làm đã xong. Hỏi, mười lực đều là trí, bốn việc không sợ cũng là trí, thì có gì sai khác? Đáp, các công đức của Phật nói rộng là lực, nói lược là không sợ. Lại nữa, có khả năng làm là lực, không chỗ nghi nạn là không sợ. Trí tuệ tu tập nên gọi là lực, tiêu tán các vô minh nên gọi là không sợ. Nhóm các pháp thiện nên gọi là lực, diệt các pháp bất thiện nên gọi là không sợ. Tự có trí tuệ nên gọi là lực, không ai phá hoại được nên gọi là không sợ. Trí tuệ mạnh mẽ là lực, chịu được vấn nạn là không sợ. Nhóm các trí tuệ gọi là lực, trí tuệ dùng ra ngoài là không sợ. Ví như chuyển luân thánh vương thành tựu bảy báu là lực, được bảy báu rồi khắp bốn châu thiên hạ đều hàng phục gọi là không sợ. Lại như thầy thuốc hay khéo biết phương thuốc gọi là lực, hòa hiệp các thứ thuốc cho người không sợ, cho người gọi là không sợ. Tự lực lợi ích là lực, lợi ích người khác là không sợ. Tự trừ phiền não là lực, trừ phiền não cho người khác là không sợ. Không bị trở hoại là lực, không nạn không thối là không sợ. Tự thành điều thiện cho mình là lực, thành điều thiện cho người khác là không sợ. Trí thiện xảo là lực, dùng trí thiện xảo là không sợ. Nhất thiết trí, nhất thiết trùng trí là lực, nhất thiết trí, nhất thiết trùng trí hiện phát ra ngoài là không sợ. 18 pháp bất cộng là lực, 18 pháp bất cộng hiện phát ra ngoài là không sợ. Thông đạt các pháp tánh là lực, nếu có các vấn nạn không cần suy nghĩ đáp lại được liền là không sợ. Được Phật nhãn là lực, Phật nhãn thấy rồi với người có thể độ thuyết pháp, độ cho họ là không sợ. Được ba trí vô ngại là pháp, nghĩa từ ấy gọi là lực. Được ứng biện vô ngại ấy gọi là không sợ, nghĩa vô ngại trí là lực, là thuyết vô ngại trí là không sợ. Nhất thiết trí tự tại là lực, các thí dụ nhân duyên, trang nghiêm, ngôn ngữ, thuyết pháp là không sợ. Phá chúng ma là lực, phá luận nghị sư ngoại đạo là không sợ. Các nhân duyên như vậy phân biệt lực và không sợ. Hỏi sao gọi là không sợ? Đáp, được không nghi ngại, không kỵ nạn. Trí tuệ không lui, không mất. Lông trên mình không dựng đứng, ở trong mỗi pháp đúng như thuyết liền làm, ấy là không sợ. Hỏi làm sao biết Phật không sợ? Đáp, nếu có chỗ sợ thầy không thể chế ngự đại chúng, hay nhiếp hay xả, hay gay gắt đối trị, hoặc nói êm dịu mà dạy bảo. Như Phật có lần xua đuổi Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi trở lại đem tông lân mẫn nhiếp thủ. Nếu có chỗ kỵ nạn, thì sao các bọn thầy luận nghị ở trên đỉnh núi kiêu mạn, đem trí tuệ bề ngoài với tâm cuồng say đều nói rằng trong thiên hạ chỉ có ta chứ không còn ai khác biết chắc chắn kinh thư và phá kinh thư luận nghị người khác, dùng miệng ác chê bai như voi điên không bị kiềm chế. Các người điên ấy là Am Bà Tra, Trường Trảo, Tác Giá Kỳ, Ni Kiền, Côn Lô Chi đều chịu phục Phật cả. Nếu Phật có chỗ sợ thời không thể như vậy. Lại năm người xuất gia như ông Kiều Trần Như, 1000 tiên nhân bệnh tóc như ông Ưu Lâu Tần La Ca Diếp, ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên Đại Ca Diếp đều xuất gia ở trong Phật Pháp. Lại 1000 người dòng họ Thích, các đại vương Châu Diêm Phủ Đề, đại vương Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, vua Chiên Đà Bà Thù Đề, vua Yêu Điền, vua Phất Ca La Bà Lị, vua Phạm Ma Đà đều làm đệ tử Phật. Lại các bà la môn tại gia mà trí tuệ vượt hơn thế gian, được vua chúa kính ngưỡng làm thầy như ông Phạm Ma Dụ, Phất Ca La Bà Lị, Kiều La Đàn Bà, Kiều La Đàn Đà đều là đệ tử Phật. Có người được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, các đại quỷ thần A La Bà Ca, Tỷ La Ca, các đại long vương A Ba La La, Y La Bát Đà La, các người ác như ương quật Lê Ma La đều hàng phục quy hóa theo Phật. Nếu mà có sợ thầy không thể ngồi một mình trên tòa sư tử dưới gốc cây, khi sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, quần chúng ma vương hóa làm đầu sư tử, hổ lang gấu bi, một mắt nhiều mắt, một tai nhiều tai, vác núi phun lửa đi quanh bốn phía, phần lấy tay chỉ xuống đất, trong khoảng nháy mắt chúng liền biến mất. Chư thiên a la hán để ma chất đến là Thích Đề Hòa Nhân, Phạm Thiên Vương, Phật dẫn dắt tâm họ đều làm đệ tử. Nếu mà có sợ thì không thể thuyết pháp ở giữa đại chúng, vì không sợ
nên có thể thuyết pháp ở giữa đại chúng chư thiên quỷ thần như vậy, cho nên gọi là không sợ. Lại nữa, Phật đối với chúng sanh là tối tôn tối thượng, đã tột đến bờ kia của hết thảy pháp, được tiếng tăm lớn nên tự nói không sợ. Lại nữa, hãy để công đức ấy của Phật lại, về các công đức thế gian của Phật cũng không ai sánh kịp. Vì Phật đã nhổ hết gốc rễ của sợ, đó là sanh nhà tệ lậu, chỗ tệ lậu, sắc xấu xí, không oai nghi, lời nói thô ác, sanh nhà tệ lậu, nhà thủ Đà La, làm nghề khiêng người chết, hút phân, nuôi gà, heo, đi săn bắn, đồ tẻ, nấu rượu, là nhà tiểu nhân ti tiện. Nếu ở giữa đại chúng, thời rất sợ. Phật từ xưa lại nay thường sanh trong dòng chuyển luân thánh vương như Đảnh Sanh Vương, Khoái Kiến Vương, Ta Kiệt Vương, Maha Đề Bà Vương, gọi là sanh trong nhà thuộc dòng vua, vì vậy nên không sợ. Sanh chỗ tệ ác lậu, sanh các nước An Đà La, Xá Bà La, nước Trần Chuồng, Đâu Khư La, nước Tiểu Ngục Chi, Tu Lỵ, An Tức, Đại Tần, sanh ở trong các biên quốc như vậy, nếu ở giữa đại chúng thời rất sợ. Phật sanh ở Trung Quốc Ca Tỷ La Vệ, cho nên không sợ. Sắc xấu xí, có người thân khô khan gầy ốm, người ta không muốn thấy, nếu ở giữa đại chúng thời cũng sợ hãi. Phật có thân sắc tốt đẹp như vàng nhuận sáng, như lửa chiếu núi xích kim, cho nên không sợ. Không có oai nghi, tới lui đi bước ngồi đứng không có oai nghi của người thời hay sợ hãi. Phật không có việc ấy. Lời nói thô ác, có người âm thanh dữ, nói ngượng nghịu, nói lắp, nói không có thứ lớp, người ta không ưa, thời rất sợ hãi. Phật không có cái sợ ấy, vì Phật nói chân thật, êm ái, thứ lớp dễ hiểu, không mong, không chậm, không ít, không nhiều, không ẩn, không nhơ, không đùa cợt, hơn tiếng chim ca lăng tần già, từ và nghĩa phân minh, không làm tổn thương ai. Lời Phật lìa dục nên không nhiễm, dứt sân nên không ngại, trừ ngu nên dễ hiểu, tăng trưởng pháp hỷ nên khả ái, ngăn tội nên an ổn, theo tâm người, theo giải thoát, nghĩa thì sâu, lời thì diệu. Có nhân duyên nên lời nói có lý, dùng thí dụ nên khéo hiển bày, việc thành nên khéo rõ việc, quan sát tâm chúng sanh nên nói lặt vặt, lâu về sau đều chứng nhập niết bàn, cho nên nhất vị giải thoát. Do vô lượng lời nói trang nghiêm như vậy, Phật đối với lời nói không có sợ. Chỉ nói về pháp thế gian như vậy, Phật còn không có sợ, huống chi pháp xuất thế gian. Do vậy nói Phật có bốn việc không sợ. Hỏi, trong mười lực của Phật có việc không sợ chăng? Nếu có việc không sợ, thời nên chỉ nói bốn. Nếu có việc sợ, tại sao nói thành tựu không sợ? Đáp, một trí ở mười nơi gọi là Phật thành tựu mười lực, như một người biết mười việc, theo việc mà gọi tên. Mười lực ấy dùng ra ở bốn chỗ ấy là không sợ. Lực biết có lẽ ấy, không có lẽ ấy, lực lậu hoặc hết, tức việc không sợ thứ nhất, thứ hai, còn tám lực tuy nói rộng là việc không sợ thứ ba, thứ tư. Thế cho nên trong mười lực có việc không sợ, mà nói riêng ra bốn việc không sợ cũng không lỗi. Tránh biến chi, điều không sợ một, biết thảy pháp không điền đảo, tránh không tà. Như các đức Phật quá khứ ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Phật bảo A Nan, điều thế gian trời người không biết được thì Phật biết cùng khắc, nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có người nói pháp ấy Phật không biết, hỏi ấy là người nào? Đáp, trong đây Phật có nói hoặc Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, cho đến người muốn luận nghị với Phật. Luận pháp gì? Có người nói Phật không nói đến 18 thứ đại kinh thư của ngoại đạo, chóng luận, số luận, vệ đà. Có người nói cần lượng núi Tu Di, đại địa sâu cạn, số lượng của tất cả cỏ cây. Có người nói 14 nạn vấn, thế giới là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, Phật không đáp được. Có người nói pháp, sắc pháp, vô sắc pháp, có thể thấy, không thể thấy, có đối ngại, không đối ngại, hiểu lậu, vô lậu, hiểu vi, vô vi. Phật chỉ biết một thứ nhân duyên về việc đạo, còn các nhân duyên các pháp khác, Phật hoặc không biết hết. Sa môn là nói người xuất gia, bà la môn là nói người tại gia có trí, trời là nói địa thiên, hư không thiên, mà là nói sáu trời ở cõi dục. Phạm tức là nói vị đứng đầu là Phạm Thiên Vương và tất cả trời ở cõi sắc. Các chúng khác là các người khác ngoài mấy loài trên. Như thật nói là hoặc đem việc trước mắt, hoặc đem nhân duyên ra nạn vấn, cho đến không thấy có chút nhân duyên sợ là tướng là nhân duyên. Ta không thấy có chút nhân duyên đúng như pháp đến phá hoại ta được, vì không thấy sợ, nên ta nói lời chân thật rằng ta an trú chỗ của Thánh Chúa. Phật nói lời thành thật rằng ta dứt hết các lậu, việc không sợ thứ hai. Nếu có người nói lậu hoặc ấy, Phật không dứt hết, ta không có sợ.
Những gì là lậu? Lậu có ba là dục lậu, hiểm lậu, vô minh lậu. Lậu là từ trong sáu căn tiết ra, tầm số pháp tương ưng với tâm cấu nhiễm. Lại nữa, trong kinh, như trong kinh hết thảy lậu chướng phân biệt nói bảy lậu, pháp làm chướng đạo, điều không sợ thứ ba, chỉ cho các nghiệp hữu lậu và các phiền não báo chướng ở ác đạo. Và vì để hưởng thọ vì thiền thế gian mà tu bố thí trì giới mười thiện đạo, được nói những gì hoặc thiện hoặc bất thiện hoặc phô ký có thể chướng ngại niết bàn, đều gọi là pháp làm chướng đạo. Có người nói đạo có hai pháp, điều không sợ thứ bốn là thánh định và thánh tuệ, hai pháp ấy đưa đến niết bàn. Có người nói ba thánh đạo là vô lậu giới, định, tuệ. Có người nói bốn pháp là bốn thánh đế. Có người nói năm căn xuất thế gian. Có người nói sáu tánh xuất thế gian. Có người nói bảy giác ý. Có người nói tám thánh đạo đưa đến niết bàn. Thăng luận nghị sư nói hết thảy vô lậu đưa đến niết bàn. Trong đó nếu có sa môn, bà la môn đi đến nói lời như thật rằng việc ấy không như vậy, thì ta cho đến không thấy có chút nhân duyên sợ. Vì không thấy sợ nên nói lời chân thật rằng ta an trú ở chỗ Thánh Chúa. Hỏi, vì sao Phật nói lời chân thật rằng ta an trú ở chỗ Thánh Chúa? Đáp, tự công đức đã đầy đủ cũng khiến chúng sanh được an lạc, lợi ích. Nếu Phật tự được trú xứ an lạc mà không thể làm lợi ích chúng sanh cũng không gọi là an trú ở chỗ Thánh Chúa. Nếu chỉ lợi ích chúng sanh mà không tự đầy đủ công đức cũng không gọi là an trú ở chỗ Thánh Chúa. Nếu tự có công đức cũng lợi ích chúng sanh, vì vậy cho nên nói lời chân thật rằng ta an trú ở chỗ Thánh Chúa. Lại nữa, Phật tự dứt ác cũng dứt ác cho chúng sanh, vì dứt hai ác nên được thanh tịnh bậc nhất, khéo thuyết pháp nên an trú ở chỗ Thánh Chúa. Lại nữa, đối bốn thánh đế ba lần chuyển 12 hàng, có thể chuyển, có thể phân biệt, hiển bày phô diễn nên nói ta an trú ở chỗ Thánh Chúa. Lại nữa, có thể trừ hết tất cả nghi hối tà kiến, giải thích được tất cả nạn vấn thâm sâu nên gọi là an trú ở chỗ Thánh Chúa, là chỗ đệ nhất tối thượng cực cao, không thối không một, đầy đủ công đức không giảm thiểu. Do sức nhân duyên công đức như vậy nên nói lời chân thật rằng ta an trú ở chỗ Thánh Chúa. Và giữa chúng các tiếng giống sư tử, chúng ta là tám chúng: Sa môn, Bà la môn, Sát lợi, Thiên, Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Ma Phạm. Chúng sanh ở trong tám chúng này mong cầu trí tuệ, cho nên trong kinh chỉ nói đến tám chúng. Trong đây Phật cất tiếng giống sư tử cũng ở giữa hết thảy chúng, cho nên trong kinh nói, hoặc còn các chúng khác, vì hễ ai nghe được âm thanh của Phật đều gọi là chúng. Lại nữa, có người nói Phật một mình ở chỗ vắng thuyết pháp, cho nên nói ở giữa chúng nói lời chân thật rằng ta có 10 lực, 4 không sợ, ấy gọi là ở giữa chúng cất tiếng giống sư tử. Lại nữa, Phật khai thị, ta chân thật nói rằng ta là sư tử, bậc nhất thiết trí ở giữa hết thảy thế gian. Ai còn có nghi ngờ, không tin, hãy đi đến, ta sẽ giải thích cho. Do vậy, nên nói ở giữa chúng giống tiếng sư tử giống. Như sư tử vương xây trong giống thanh tịnh, ở trong núi sâu hang thẳm, hàm vuông xương lớn, thân thịt béo đầy, đầu to mắt dài sáng sạch, mi cao mà rộng, răng to sắc trắng bạch, miệng mũi vuông lớn cứng rắn bền chắc, răng khít bằng nhọn, lẻ lưỡi trắng đỏ, hai tay cao lên, lông tóc sáng nhuận, thân trên rộng lớn, da thịt cứng rắn, xương sống thẳng, hông nhỏ, bụng thon, đuôi dài, móng nhọn, chân đứng vững vàng, thân lớn sức mạnh. Từ chỗ ở bước ra, vặn mình nhăn mày gầm gừ, lấy miệng rũi xuống đất, hiện oai thế lớn, ăn không lỗi thời, bày tướng thức dậy sáng sớm, biểu hiện sức sư tử vương, làm oai với loài hươu nai gấu cọp beo chồn heo, thức tỉnh chúng ngủ lâu, hàng phục kẻ cao cường có thế lực, tự mở đường đi mà gầm thét lớn. Khi giống như vậy, các loài nghe được hoặc mừng hoặc sợ, loài ở hang ẩn trốn, loài ở nước lặn sâu, loài ở trong núi lặng nép, voi bước vòng khóa, cuồng cuống mà chạy, chim ở giữa không, bay cao tránh xa. Phật sư tử cũng như vậy, sanh từ trong tộc tánh lớn của sáu ba la mật và bốn thánh trùng xưa. Bốn thứ làm phát sanh hạt giống thánh: một, biết vui đủ y phục; hai, biết vui đủ ẩm thực; ba, biết vui đủ họa cụ; bốn, biết vui đoạn vui tu. Ở trong núi lớn tịch diệt, trong hang thiền định thâm sâu, được cái đầu nhất thiết chủng trí, cái hàm nhóm các thiện căn, con mắt vô lậu, chánh kiến sáng sạch, chân mày định tuệ bình đẳng cao rộng, răng to bốn việc không sợ trắng sắc, miệng vô ngại giải thoát đầy đủ,
mà bốn chánh cần chắc đẩy, rằng 37 đạo phẩm giải khít bằng sắc lẻ lưỡi trắng đỏ tu bất tịnh quán, tài niệm tuệ cao thượng tóc lông 18 phát, khổng trùng sáng giải tươi nhuận, thịt thân trên ba giải thoát môn bền chắc, lưng thẳng ba thể hiện, bụng minh hạnh đầy đủ chẳng hiện, lưng nhẫn nhục thon nhỏ, đuôi viễn ly hạnh dài, chân bốn như ý đứng vững, móng năm căn vô học nhọn bén, thế của 10 lực vô lượng, thần vô lậu pháp quần đầy đủ, từ chú xứ tam muội phương của chư Phật đi ra trong đất chư Pháp, nhăn mày gầm gừ bốn vô ngại trí, miệng vô ngại giải thoát, nương sức 10 lực quảng đại ấy, độ chúng sanh không sai thời, chỉ bày tướng sớm mai cho thế gian trời người, hiện bày đức của đấng Pháp Vương, làm oai với chúng ngoại đạo tà kiến luận nghị sư, giác tỉnh các chúng sanh ngủ mê đối với bốn đế, hàng phục sức kiêu mạn của kẻ đắm trước năm uẩn là ta, mở đường cho kẻ tà kiến dị học luận nghị. Như vậy khiến kẻ hành tà đạo thì sợ hãi, người chánh tín thì vui mừng. Kẻ độn căn được lợi, an ủi đệ tử, phá hoại ngoại đạo, trừ thiền trường thọ, hưởng lâu cái vui cõi trời, thời biết rõ vô thường. Các chúng sanh như vậy, nghe tiếng sư tử giống bốn đế đều sanh tâm nhàm chán. Tâm nhàm chán nên được xa lìa, được xa lìa nên được vào niết bàn, ấy gọi là ở giữa chúng như sư tử giống. Lại nữa, Phật thư tử sư tử giống và sư tử giống có sai khác. Sư tử giống thì các loài thú kinh sợ hoặc chết hoặc gần chết, còn Phật sư tử giống thì khỏi sợ chết. Sư tử giống thì sợ đời đời chết khổ, còn Phật sư tử giống thì đời này chết, không còn khổ đời sau. Sư tử giống thì tiếng thô ác, chúng không ưa nghe, sợ hãi sống chết, còn Phật sư tử giống thì tiếng như nhuyến, nghe không chán, tâm rất vui, nghe xa cùng khắc, thường cho hai thứ vui là vui sanh cõi trời và vui niết bàn. Như thế là sai khác. Hỏi, Phật giống tiếng giống sư tử cũng khiến cho người nghe sợ, cùng với sư tử giống có gì sai khác? Đáp, nghe Phật sư tử giống đương thời sợ ít mà sau được lợi ích lớn. Người có tâm đắm trước tôi ta, người khát ái cái vui thế gian, với tâm tà kiến, thường bị điên đảo ràng buộc thì sanh sợ hãi. Như trong kinh nói, Phật thuyết bốn đế cho đến trên chư thiên cũng đều sợ hãi, nghĩ rằng chúng ta vô thường khổ vô ngã, không vì tâm điên đảo nên đắm trước tướng thường và vui, như thế là sai khác. Lại nữa, nghe sư tử giống chứ người ta lìa dục, các người khác đều sợ. Trừ người lìa dục, các người khác đều sợ. Còn Phật sư tử giống thì người cầu niết bàn ly dục, người không ly dục đều sợ. Sư tử giống thời người thiện bất thiện đều sợ, còn Phật sư tử giống chỉ người thiện sợ. Lại nữa, sư tử giống mọi thời đều sợ, còn Phật sư tử giống tuy có hơn làm chúng sanh sợ chút ít, nhưng mà chỉ bày tội ác thế gian, khiến đừng ưa sanh trong thế gian, quán công đức lợi ích của niết bàn, chuyển các thứ sợ hãi của thế gian, đóng đường ác, mở đường thiện, khiến người đi đến thành niết bàn. Lại nữa, do 20 việc nên Phật thuyết pháp gọi là sư tử giống, đó là vì nương dựa 10 lực, vì không thiếu, vì không sợ, vì âm thanh thanh tịnh, vì chưa từng có, vì dắt dẫn đại chúng, vì làm ác ma kinh sợ, vì làm nhiễu loạn ma dâm, vì khiến chư thiên hoan hỷ, vì được ra khỏi lưới ma, vì dứt ma trói buộc, vì phá lưỡi câu ma, vì vượt qua cảnh giới ma, vì tự pháp tăng trưởng, vì tồn giảm tham pháp, vì quả báo không hư dối, vì thuyết pháp chẳng trống không, vì người phàm phu vào thánh đạo, vì người vào thánh đạo được đầy đủ hết lậu, và tùy chỗ thích hợp chứng đắc ba thừa. Vì vậy nên Phật nói, gọi là sư tử giống ấy là nghĩa tổng tướng biệt tướng về sư tử giống. Chuyển phạm luân. Thanh tịnh gọi là phạm, trí tuệ và pháp tương ưng với trí tuệ của Phật gọi là luân, bánh xe. Lời của Phật nói, người lãnh thọ theo pháp hành trì gọi là chuyển. Luân ấy lấy bốn niệm xứ đầy đủ, làm cái bầu xa, năm căn năm lực, làm cái tay hoa xe, bốn như ý túc, làm cái vành kiên cố, bốn tránh cần, làm vành khít hợp, ba giải thoát làm gọng xe, thiền định trí tuệ làm điều hợp, vô lậu giới làm hương bôi xe, bảy giác ý làm tạp hoa anh lạc, tranh kiến làm quay theo bên phải, tín tâm thanh tịnh làm sự ưa vui, tránh tinh tấn làm đi mau, tiếng sư tử giống vô ý làm âm thanh tuyệt diệu, hai làm sợ ma luân, phá dã 12 nhân duyên luân, hoại sanh tử luân, lìa phiền não luân, dứt nghiệp luân, làm chướng ngại thế gian luân, phá khổ luân, hai làm cho hành giả hoan hỷ,
trời người kính mộ, luân ấy không ai lay chuyển được, luân ấy bảo trì Phật Pháp, do vậy nên gọi là chuyển Phạm Luân. Lại nữa, Phật chuyển Pháp Luân như chuyển Luân Thánh Vương, chuyển Bảo Luân. Hỏi, Phật và chuyển Luân Thánh Vương có gì tương tự? Đáp, ví như vua sanh trong dòng thanh tịnh không tạp, theo tộc tánh thành tựu gia nghiệp, đủ các tướng trang nghiêm thân, vương đức đầy đủ khai chuyển Bảo Luân, đương thâm dưới đầu thọ vương vị ở trên bốn thiên hạ, ngoại trừ hết thầy phép giặc, khiến không dám trái kho báu đầy rẫy, quần cách bày báu để làm trang sức, lấy bốn nhiếp pháp nhiếp thủ chúng sinh, khéo dùng phương vương pháp an ủi bổ nhậm quý tánh đại thần chủ binh để làm thánh tránh sách trị nước, vui vẻ bố thí chân bảo tượng diệu, chi niệm đến ai thủy chung không thay đổi. Phật Pháp Vương cũng như vậy. Các Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhiên đăng bảo hoa sanh từ trong dòng chư Phật thanh tịnh, tiền Phật oai nghi hạnh nghiệp đầy đủ 32 tướng đệ tử trang nghiêm, Thánh Chúa oai nghi đầy đủ chuyển chân Pháp Luân, vì căm lồ trí tuệ dưới trên đầu trí, làm bậc trí tôn giữa ba cõi, phá hoại hết thảy giặc phiền não, chúng học vô học hoan hỷ, cấm giới đã được kiếp không dám trái phạm, có pháp bảo vô lượng đầy đủ, báu bảy giác phần trang nghiêm, đội quân 84.000 pháp tụ, lấy bốn nhiếp pháp xuất thế gian mà thu nhiếp chúng sanh, biết phương tiện nói pháp bốn thánh đế, làm nghi thức của Pháp Vương, các đại tướng xá lợi Phất, di lọc, khéo sửa trị Pháp Phật Quốc, dùng vô lậu căn, lực giác, các thứ vui diệu bảo để bố thí, thông cầu thiện sự cho hết thảy chúng sanh là chỗ tưởng niệm, thiên cố, đó là chỗ tương tự giữa chuyển Luân Thánh Vương với Phật Pháp Vương. Lại nữa, Phật có chỗ thủ thắng hơn chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương không lìa các phiền não, Phật đã lìa vĩnh viễn các phiền não. Chuyển Luân Thánh Vương chìm trong bùn sanh tử, Phật đã ra khỏi. Chuyển Luân Thánh Vương làm tôi tớ cho ái ân, Phật đã ra khỏi. Chuyển Luân Thánh Vương đi trong con đường hiểm sanh tử, Phật đã qua khỏi. Chuyển Luân Thánh Vương ở trong bóng tối ngu si, Phật an trú trong quang minh đệ nhất. Chuyển Luân Thánh Vương tự tại cùng cực giữa bốn thiên hạ, Phật tự tại giữa vô lượng vô biên thế giới. Chuyển Luân Thánh Vương tài bảo tự tại, Phật tâm bảo tự tại. Chuyển Luân Thánh Vương khát hái cái vui cõi trời, Phật cho đến cái vui ở cõi trời hữu định cũng xa lìa. Chuyển Luân Thánh Vương theo bên ngoài mà tìm vui, Phật tự tâm sanh vui. Do vậy, Phật đối với Chuyển Luân Thánh Vương là thủ thắng hơn. Lại nữa, Chuyển Luân Thánh Vương tay vận chuyển xe báu đi giữa hư không vô ngại, Phật vận chuyển xe pháp ở giữa hết thảy thế gian trời người không ngăn ngại. Người thấy được xe báu, các độc hại đều diệt. Gặp được xe pháp, thời tất cả độc phiền não đều diệt. Thấy xe báu thì các tai nạn ác hại đều diệt. Gặp được xe pháp, thời tất cả tai nạn về tà kiến nghi hối đều tiêu diệt. Vua lấy xe báu trị thiên hạ, Phật dùng xe pháp trị hết thảy thế gian trời người, khiến được tự tại với pháp. Đó là chỗ tương trợ giữa chuyển Luân Thánh Vương với Phật. Lại nữa, xe pháp thủ thắng hơn xe báu hư dối, xe pháp chắc thật, xe báu tăng trưởng lửa ba độc, xe pháp diệt lửa ba độc, xe báu hữu lậu, xe pháp vô lậu, xe báu vui năm dục lạc, xe pháp vui pháp lạc, xe báu là chỗ kiết sử, xe pháp chẳng phải chỗ kiết sử, xe báu đi chỗ có hạn lượng, xe pháp đi vô lượng quốc độ, xe báu do nhất tâm thanh tịnh bố thí nên có được đời đời, xe pháp do nhân duyên nhóm hết thảy thiện căn trong vô lượng a tăng kỷ kiếp và trí tuệ nên được, xe báu sau khi vua chết không còn chuyển động, xe pháp sau khi Phật diệt độ vẫn chuyển động, xe báu ở nơi một người, xe pháp ở nơi hết thảy người khả độ. Lại nữa, phạm là rộng, Phật chuyển xe pháp khắp cả mười phương nên gọi là rộng. Lại nữa, từ bốn tâm phạm hạnh từ bi hỷ xả nói ra nên gọi là phạm luân. Lại nữa, lúc Phật mới đắc đạo, Phạm Thiên Vương thỉnh Phật chuyển pháp luân cho nên gọi là phạm luân. Lại nữa, Phật ở thành Ba La Nại chuyển pháp luân, A Nhã Kiều Trần như đắc đạo, tiếng pháp nghe thấu Phạm Thiên nên gọi là phạm luân. Lại nữa, có người quý Phạm Thiên muốn cho họ hoan hỷ nên gọi là phạm luân, do vậy nên gọi là phạm luân. Hỏi, có khi Phật gọi là pháp luân, khi gọi là phạm luân có gì sai khác? Đáp, phạm luân và pháp luân không khác nhau. Lại nữa, có người nói phạm luân là chỉ thị về bốn tâm vô lượng, nói pháp luân là chỉ thị về bốn đế pháp.
Lại nữa, nhân bốn tâm vô lượng đắc đạo ấy gọi là phạm luân, nương pháp khác đắc đạo ấy gọi là pháp luân. Phạm luân chỉ thị tứ thiền, pháp luân chỉ thị 37 đạo phẩm, pháp luân chỉ thị thánh đạo tu thiền, pháp luân chỉ thị thánh đạo tu trí tuệ. Như vậy phân biệt chỗ sai khác giữa phạm luân và pháp luân. Hỏi: pháp gì là tánh không sợ? Đáp: lúc Phật mới đắc đạo được hết thảy Phật pháp, mười lực bốn việc không sợ. Trong đây được pháp tương ứng với bốn trí không sợ ở đời vị lai, gọi là không sợ như trong lúc bố thí, trong tâm phát sanh xả tương ứng với tâm sở, lại như tương ứng với bốn tâm vô lượng, gọi là pháp tử. Hỏi: trong bốn việc không sợ có thứ lớp thế nào? Đáp: việc không sợ đầu là chỉ thị người biết hết thầy pháp, biết hết thầy pháp nên nói hết ta đã sạch hết lậu, sạch hết lậu nên biết pháp làm chướng ngại sự hết lậu, dứt pháp chướng ngại đó nên nói hết đạo. Lại nữa, không sợ đầu ví như thầy thuốc biết tất cả dược thảo, không sợ hai ví như biết tất cả bệnh dứt, không sợ ba ví như biết điều cấm kỵ, không sợ bốn ví như chỉ thị những thứ nên ăn. Lại nữa, trong không sợ đầu nói về trí nhất thiết chủng, trong không sợ hai nói về không còn tập khí phiền não, trong không sợ ba nói pháp lỗi lầm, trong không sợ bốn nói về việc thành được đến niết bàn.